đây như các bác, đây là cái sạc các bác nhé, sạc đây là sạc 40V hàng Mỹ, sạc 36 40V. Đây là như cái cục pin của nó là 36 này, 36 40V nó đều sạc được các bác nhé. Cắm ở đây mình sạc. Cái này thì 40V nó là hàng Mỹ, hàng nội địa Mỹ đã qua sử dụng. Cái sạc này thì cái điện của nó là điện là 120V các bác nhé. Điện 120V. 60Hz, 194W. Sạc 42V. Cái này điện của nó điện Mỹ các bác nhé. Thì em thanh lý trước các bác nào mình bị thiếu sạc hoặc là sạc hư, sạc mất sạc thì đó, thì các bác mình thấy con này cực kỳ rẻ. Một cái sạc bình thường thì em bán tầm 400-500 nghìn, hôm nay thì em bán cái sạc này có 100 nghìn một cái thôi. Em còn được mấy cái đây, có 100 nghìn một cái sạc điện Mỹ nhá, điện này điện 110 đó. Các bác mình về mình sử dụng một áp 110 nhá. Em thanh lý cái sạc này có 100 nghìn thôi, cực kỳ rẻ luôn. Có mấy cái em thanh lý. Thì bác nào mình đang cần sạc 36 40V thì các bác mình cứ liên hệ em.